Vừa qua tại Phú Thọ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã tổ chức lễ tổng kết chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2015. Đây là sự kiện nổi bật đầu tiên trong chuỗi các hoạt động hướng đến khách hàng của EVN NPC triển khai trong tháng tri ân khách hàng tháng 12 năm 2015 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động. Có thể nói, với thời gian triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2015 được nhân lên gấp đôi so với những năm trước, chương trình đã tác động sâu sắc đến nhận thức của mỗi người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiết kiệm một phần lớn chi phí cho người dân và cho đất nước. Trong 6 tháng triển khai, chương trình đã đạt được hiệu quả thiết thực, có 36.552 hộ gia đình tham gia đưa sản lượng điện tiết kiệm được lên đến 1.644.520 kWh, tăng gấp 4 lần so với năm 2014. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương khen thưởng điển hình đối với 50 hộ gia đình có thành tích xuất sắc nhất trong chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2015. Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVN NPC cho biết, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện rộng khắp trên 27 tỉnh từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2015. Các gia đình tham gia chương trình để đạt được giải thưởng gia đình tiết kiệm điện phải đảm bảo các tiêu chí sau: tiết kiệm ít nhất 10% tổng sản lượng điện tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ của năm 2014, phải sử dụng một trong ba sản phẩm tiết kiệm điện sau: điều hòa inverter, bình nước nóng năng lượng mặt trời, bóng đèn tiết kiệm điện như LED, compact, T5, T8 v.v. Chương trình được triển khai đồng bộ và được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại 27 tỉnh miền Bắc, địa bàn do EVN NPC quản lý vận hành kinh doanh bán điện. Chương trình đã thu hút được sự tham gia của hơn 600.000 hộ gia đình.